chào các bạn. New Zealand là một trong những nơi sinh sống và học tập lý tưởng nhất trên thế giới, và mức sống ở đây thuộc hàng cao nhất, nhưng mà cái chi phí lại rất là cạnh tranh. Thì có nhiều bạn khi mà muốn du học ở New Zealand thì luôn là quan tâm đến vấn đề làm sao có được visa. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng bạn Tố Nguyên, học sinh đang là lớp 12 tại trường Tràm Chim tại tỉnh Đồng Tháp, sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái bí quyết và những cái lý do tại sao mà Tố Nguyên lại chọn New Zealand để du học. Xin chào Tố Nguyên. Dạ, chào chị ạ. Tố Nguyên có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Tố Nguyên, hiện tại em đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Tràm Chim ạ. Em chọn New Zealand để du học là vì theo em được biết thì New Zealand là một quốc gia có hệ thống giáo dục đứng bậc nhất trên thế giới. Hơn nữa thì nền giáo dục của New Zealand bằng cấp được công nhận trên thế giới. Hơn nữa thì ở đây đặc biệt có một đặc điểm là em rất thích, đó là rất là yên bình. Về thời tiết của New Zealand thì là một quốc gia tương đối lạnh nè. Ở đây thì em ở thành phố Auckland nên có lẽ có ít tiết hơn. Thành phố Auckland thì được nổi tiếng, chúng ta có thể gọi thành phố Auckland như là một thành phố của những con tàu. Hơn nữa thì thành phố Auckland là một thành phố đông dân nhất New Zealand và cũng là thành phố lớn nhất New Zealand. Thì qua New Zealand Tố Nguyên sẽ học chương trình gì ha? Dạ, qua New Zealand em sẽ học chương trình lớp 12, lớp 13 tại trường Papatoetoe. Qua tìm hiểu thông tin ở trên mạng thì em thấy Papatoetoe là trường có hệ thống giáo dục cũng lớn, chi phí học tập cũng tương đối ổn định và trang thiết bị thì đầy đủ. Thì chị thấy là đối với học sinh mà đang học trung học phổ thông thì thường là có rất là nhiều phong trào ở trường. Thì hiện tại thì em đang học trung học phổ thông ở Tràm Chim á, thì em có tham gia những phong trào nào của trường hay không? Dạ, hiện thì em đã gia nhập đoàn viên của trường, thì em cũng có tham gia những cái phong trào mà trường đưa ra như là hội trại hay là những hội thể thao đá banh hay là bóng chuyền. Em thích đánh banh và bóng chuyền ạ. Rồi ở trường của em học ở New Zealand thì có những cái môn thể thao mà em ưa thích hay không? Dạ, New Zealand thì New Zealand là một quốc gia nổi tiếng với môn cúp cầu. Dạ. Thì em nghĩ là sang đó em sẽ cố gắng chơi được môn này. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương là em lên website Google, em có search từ khóa là thủ tục du học New Zealand, thì em có tìm thấy được thông tin của công ty Tân Đại Dương. Sau đó thì em cùng ba em lên công ty Tân Đại Dương và gặp chị Huệ để tư vấn. Thì sau một tuần thì ba em đã quyết định nộp hồ sơ cho Tân Đại Dương để xin visa. Lúc em nộp hồ sơ thì ngoài chị Huệ là chị tư vấn cho em thì còn có chị Hà, thì chị cũng rất là nhiệt tình tư vấn cho em mọi thông tin. Nếu như mà có bạn bè và người thân của em quyết định du học New Zealand thì em sẵn sàng giới thiệu dịch vụ của công ty du học Tân Đại Dương cho người thân đó ạ. Tân Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế và những cái đóng góp để cho các bạn chuẩn bị đi học New Zealand có thêm những cái kinh nghiệm. Thì Tân Đại Dương xin chúc em qua New Zealand học tập thật tốt.